Đã bao giờ anh em gặp trường hợp đang bốc lửa với win streak cực dài, xong cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi out top chưa? Cà phê nhân phẩm chắc chắn đã trải qua tình cảnh đấy rồi. Một phần vì đồ trả về quá xấu, hay dù rất giàu nhưng với nút D kém may mắn, roll cấp 9 mà tỷ lệ như cấp 7. Hôm nay chúng ta cùng check va người chơi con bát vui vẻ, hay gọi tắt là bát, để xem anh chàng này đánh chuỗi thắng cực cháy, xong phải dừng ở vị trí nào nhé. Anh em mình vào việc. Nền tảng GG Live, nền tảng mang đến hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo cực kỳ bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Đã vậy, khi đến với GG Live, anh em sẽ không chỉ được xem live mà còn vừa giải trí, vừa gia tăng thu nhập. Nền tảng sẽ liên tục tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, hứa hẹn là sân chơi để viewer tỏa sáng đỉnh cao. Tìm người chơi cùng cực dễ, đi kèm nhiều ưu đãi hứa hẹn, xem là mê. Ké GG Live ngay và luôn anh em nhé. Hôm nay, chàng bát sẽ dẫn anh em đến võ đài đẫm máu, hai lần mỗi round nhận được một tướng bậc cao miễn phí. Bái quái trả mảnh nước mắt, cung, cùng kiếm, vũ trụ cho bạn Taric, khá ngon khi đang có đôi Mazaha cùng Orianna với lượng đồ phép. 2.1 xuất hiện với nâng cấp bạc, roll cái 3 và 2, đập vào mắt bạn là phân nhánh, máu đỏ đen trong người trỗi dậy, big luôn. Phần này thì mình không nhận xét gì, vì nếu lấy đặc quyền phú ra mà bài không ra 2 sao để đánh win streak thì lên cấp cũng khá chú bé đần, lấy phân nhánh là hợp lý thôi. Game trả luôn ấn can trường, quá hợp gu với Taric trên sân và hai can trường nữa trong shop. Thao tác hơi rườm rà nhưng bạn vẫn kịp lên 4 cho đủ 3 can trường, 2 phù thủy, lắp ấn cho Ori để kích mốc 4. Hai round đầu khá thuận lợi khi chỉ gặp nhà cấp 3 với form chưa đâu vào đâu, bạn dễ dàng đấm người ta nguyên sàn. 2.3, Orianna cũng tự lên 2. Bạn mua kinh nghiệm một lần để round sau lấy tỷ lệ free roll cấp 5. Cũng đã biết check lobby khi đang chơi chuỗi thắng. Gặp nhà đang đép bằng Warwick cầm huyết kiếm và mod mảnh ghép thích ứng cùng Poppy 2 sao. Bài thì rõ ràng là thắng, cơ mà bạn lại sợ thua nên xáo luôn Sojin cho Ori. Pha này thì tâm lý các bạn gặp nhà cầm đồ có cả tranh 2 sao nên sợ bị thua. Tuy nhiên sói và Jinx bên kia yếu điên, không đủ đam để hạ 4 can trường. Poppy dù 2 sao nhưng chẳng kích được hệ gì. Sau đó bạn ghép Sojin có phần hơi vội. Lên cấp Sojin bị xoay quá ít bài. Trong dàn 4 vàng có Kai'Sa và Silco cầm được, có 5 vàng là Gangplank, Ahri. Mà Silco với Ahri cầm blue ngon hơn rõ nhiều. Trung quy bạn vội cũng không sao, có can trường thì xoay phong can trường cho siêu cô cầm cũng được. Nhưng để xem diễn biến sau, bạn có xoay về phong đấy không nhá. Phòng trợ, nhặt nước mắt trên người Ashe. Võ đài trả Nautilus, một tướng không liên quan lắm, bán đi tích 20 vàng. Thêm Kasadin, kích được can trường. Vẫn là khá vội, xáo luôn giao điện cho Ori. Ngó đối phương đang giao tranh, 100 máu, cấp 5, có 10 vàng lợi tức và hai con xuyên 2 sao. Vãi cả Chubin, tôi thề bạn mà gặp nhà này là bạn mất chuỗi chắc. Tuy nhiên hai round sau, bạn chỉ gặp mấy nhà mềm như bún, có win streak 5 với 30 vàng, khá giàu. Nhưng bọn mình đánh giá không cao việc bạn bán Soraka nha. Sau này lên 6 không có Nico thì kẹp Soraka kích Chagon cũng được. Chứ bán đi tí lên 6 lại không biết kẹp gì thì chết dở. Lỗi này mình có nói trong góc check va số 2 rồi. Anh em nào chưa biết, có thể xem lại nha. Sang quái, lên được thêm Mazaha 2 nữa. Bạn đang tròn 40 vàng, bạn bán luôn Poppy. Lại một lỗi nữa. Nếu 3.2 trả huy hiệu can trường, hay lên 6 bạn ra Nico hay Shen, thì 6 can trường với Orianna đứng sau sẽ ngon hơn kẹp thêm Mazaha. Mà đang tròn tiền thì bạn cứ giữ chứ không nên bán. Đàn quái trả gậy cùng mảnh đai lưng. 3.1, cửa hàng cho bạn Taric, võ đài cũng cho Taric, lên được Taric 2, ngon cơm. Vẫn có phần vội vàng, xáo luôn quỷ thư để đánh nhau với nhà top 1. Xong lại gặp ngay ông cấp 4 đang eco. Vội thì vội thật, nhưng mình cảm thấy không quá cần thiết. Hãy tập làm quen khi vào round, đánh giá sức mạnh team địch có đủ để thắng bạn không. Nếu người ta khỏe hơn rõ rệt hay mình khỏe hơn cực nhiều thì không nên lắp. Còn nếu thấy hai bên ngang nhau mà bạn đang cần chuỗi thắng thì hãy ghép đồ sau. Lượng đồ bạn lắp hầu hết là các đồ mang tính hiệu ứng hơn là chuyên combat. Do đó nếu về sau đồ trả xấu thì cũng hơi khó khăn đó nha. 3.2 xuất hiện với bậc vàng. Vì đang cần nâng cấp đánh nhau để đối đầu với nhà đang cháy, bạn lấy cộng mình nghỉ. Chọn nâng cấp cũng khá ổn áp. Lên 6, bạn form 4 phù thủy, 4 can trường. Chọn xong đối đầu với nhà 100 máu đang cháy cùng mình. Nhìn hai con xuyên 2 sợ thế thôi. Cơ mà bên kia đang chấp lõi bạc cũng như không có đam sau. Trong khi bạn đang sở hữu Taric 2 sao với 4 can trường, hàng thủ cực kỳ chất lượng ở giai đoạn này. Hứa với bạn, không lắp quỷ thư, bạn vẫn đấm nhà kia sương sương 3 chết. Trung quy, bài bạn tầm này cũng tạm ổn. Tiếp tục giữ chuỗi tháng 8 với rất nhiều tiền, cực kỳ giàu. Vòng chợ, nhặt mảnh váy. Võ đài lần này cho luôn anh gà.
Tầm này bạn vô địch thiên hạ rồi. Có khi mấy nhà yếu máu Ron cũng chưa chắc win được bạn ấy chứ. Bart tiếp tục nối dây mạch thắng 10. Sói tra mảnh đai lưng, mảnh giáp cùng khá nhiều tiền. Nhưng bọn mình sẽ nói về pha xử lý ở sói của bạn. Cửa hàng cho Javan. Bạn thấy Javan ngon quá, hóa hết cả mắt. Không ngần ngại bán luôn hai can trường. Chắc ở đây nhiều anh em thấy là bạn có Azir, Nasus và cả Javan thì là tiếng gọi của Tam Kê và Thầy Ba rồi đúng không? Nhưng bạn này rao quái chủ quan không check lobby, chỉ check duy nhất nhà Swain 2 kia. Có vẻ như bạn đang có tình yêu say đắm với nhà top 2 thì phải. Rao quái là các rao mình khuyên anh em nên check qua xem lobby đang muốn chơi gì. Bên mình đã xem hết video trước khi lên sóng check va với anh em. Check thấy nhà top 3 và top 8 đều cùng chơi Azir. Nhà top 8 dù có 13 máu nhưng 4.1 lên được gà 2 cùng Nasus 2, còn cả thập tử nhất sinh nữa. Đâm vào bài lobby ai cũng muốn chơi, mà đồ cho gà có mỗi cái giao điện thôi. Theo chúng mình, với Sojin, Quỷ Thư cùng giao điện giảm kháng phép, bài siêu cô can trường là phù hợp nhất. Siêu cô không ai tranh vì hai nhà kia không cần đến bố già. 4.1, bạn giữ tiền lên 8. Bạn cũng đã học được cách giữ tiền ở 4.1 để round sau có khuyến mãi thì lên thẳng 9 luôn đấy. Một điểm cộng nha. Nhưng round này gặp nhà Queen Demacia 3 đồ khá đẹp và đã xả tiền rồi. Thua khá đáng tiếc. 4.2, tiếp tục là bậc vàng. Bạn chốt Azir, Nasus. Bạn đang thiếu đồ Azir nhưng bạn không lấy cây cung thần tốc để ghép nhanh Nasus cho gà. Bạn roll, thấy trái tim quân sư. Bạn không nghĩ ngợi nhiều, pick ngay vào luôn. Tạm thời không nói đến pha xử lý này. Bạn lên 8, bắt đầu nhấn D. Nháy phát, Javan lên 2. Hết thương cả nhớ nhưng không ra Azir nào. Shen bạn cũng không bắt. Tới lúc combat, bạn cuống cuồng lắp đồ. Lắp luôn Sojin cho Azir. Mình sẽ để số liệu Azir cầm Sojin cho anh em xem nhá. Nói chung là nó yếu lắm anh em ạ. No damage. Bạn có thể đưa Masaha tạm hay cho Gangplank cầm cũng được mà. Gặp đồng hương chơi Azir cùng. Với việc họ lên được Nasus 2 cùng Azir 2, bạn tiếp tục thua. Cửa hàng tự ra thêm Azir. Bạn Ron cũng kiếm được Nasus 2. Round này gặp nhà Azir đấu sĩ. Nhìn đồ người ta có cả nanh cả quyền trượng trọt trọt cực thoải mái. Còn Azir của bạn không có sát thương để xuyên qua dàn đấu sĩ bên kia. Bạn thua nguyên nhà, còn lại 67 máu. Vòng chợ nhặt đai lưng. Thật ra pha này đúng hơn bạn nên nhặt nước mắt. Bạn đã xem nhà mình hai combat, thấy đang cực thiếu sát thương. Bạn nhặt đai lưng lắp sát máu cho Nasus thì cũng chỉ gia tăng phòng thủ thôi. Trong khi hàng thủ của bạn ổn rồi. Do đó theo cà phê nhân phẩm, nếu nhặt nước mắt xong đợi chim trả gậy để lắp quyền trượng là có đồ sát thương cho gà. Còn không thì đóng dây chuyền hay có rèn đồ đập đi cũng được. Về nhà, bạn tiếp tục hết thương cạn nhớ, thành công lên được Azir 2, có cho mình 5 Javan, 5 Nasus. Gầm nhà phù thủy với Taric hai thủ tượng. Dù đã bị hotfix nớp khẩn cấp nhưng đây vẫn là một bài mạnh có thể chơi được, chỉ là không rác như trước thôi. Bên kia công thủ toàn diện, bạn quá đuối, bạn thua gần như nguyên nhà, chỉ còn 52 máu. Tưởng là bài bạn không còn thắng được. Ai dè gặp lại nhà Demacia với Queen 3 sao. Nhưng hàng thủ bên kia hơi mỏng một chút. Chừng này là đủ để Azir xỉa. Cơ mà cũng phải mất tầm 20 giây. Dàn chắn bên kia đã thủng. Hàng thủ của bạn nhanh chóng tiếp cận tuyến sau. Một mình Queen gánh đam là không thể đủ. Bạn thành công tiễn nhà kia ra tìm game mới. Ơn giời, bãi chim cũng chả mảnh kiếm với gậy. Mở kho vũ khí, bạn lấy cung, cũng đúng ý mình. Cơ mà ghép đồ trông nó lạ lắm. Check đối phương thấy toàn 6 Shurima song dàn đấu sĩ to bự ở trên. Bạn lại lắp cuồng đao cho Azir. What? Lắp cuồng đao vì nghĩ tim mình trâu bò nên đủ câu giờ cho Azir tích cuồng đao. Nhưng phần này theo mình, lắp diệt sẽ ngon hơn. Azir của bạn chung quy no damage. Được cái xỉa nhanh thôi, chứ sát thương thì không thể đâu. Minh chứng cho việc lắp diệt ngon hơn là khi phải đối đầu nhà Azir đấu sĩ. Azir nhà ta cho cá sấu bên kia mất tới 10 giây. Quay qua chọc Mordor gần 20 giây nữa mới gục. Bên kia Azir chất lượng hơn, dù chỉ một sao, nhưng sao tranh càng về lâu về dài thì sát thương rõ ràng nhỉnh hơn rất nhiều. Bạn tiếp tục thua. 5.2 và 5.3 lần lượt gặp nhà Azir thập tử cùng Kai'Sa 3 sao. Hai bài rõ ràng vượt trội hơn bạn. Bạn thua chỉ còn 16 máu. Vòng chợ, bạn nhặt heo cầm giáp vai người thần. Bài đam phép nhưng nhặt giảm giáp. Chung quy đến đây thì bài bạn hết cứu rồi. Chỉ mong hai nhà dưới gặp Kai'Sa 3 sao rồi giúp bạn top 4 thôi. Đúng như dự đoán, ngay 5.5, nhà thập tử gặp luôn đại ca của lobby với ái nữ 3 sao và phải dừng ở top 5. Còn Bart thì bị Swain 3 sao đấm có một máu. Ngay round sau cũng phải lên bảng. May mắn hạ cánh ở top 4. Túm cái váy lại, game này bạn có các điểm cộng sau. Biết check lobby, biết giữ tiền,
làm lợi tức khá giàu. Để khi lên 8, dù nhiều nhà chơi Asia nhưng bạn vẫn đủ kinh tế, roll ra full form 2 sao. Chọn hai nâng cấp đấu tốt để giữ được mạch thắng. Tuy nhiên, điểm trừ của bạn cũng khá nặng. Đầu tiên, bạn xào đồ hơi vội. Nguyên nhân chính là do bạn không nhận định được sức mạnh bài mình so với đối phương. Tiếp đến là việc chọn bài. Như mình có nói, bài này có thể form siêu cô can trường, full lay up ở 8, mình sẽ để trên màn hình, dựa vào các đồ bạn đã xào. Như vậy, vòng trợ 5 chấm, bạn cũng có thể nhặt diệt hay kiếm súng để cho hai carry. Còn các lỗi lặt vặt, bọn mình nói hết trong video rồi. Hy vọng sau video này, anh em có triển khai chuỗi thắng thì nên hiểu mình sẽ xoay sở thế nào với lượng đồ đang có để lọt top cao nhé. Còn trận này, bạn top 4 là quá thành công rồi. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chờ vào nút chuông để không bỏ lỡ các video trong series nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.